Quá trời bánh vô luôn rồi. Vô hệ nữa con. Bánh quá trời luôn nè. Ê. Luyện đi ra luôn. Tiếp đâu? Không vô là phụ thôi. Có gì đâu phụ. Trả rồi đó. Dịch. Dịch. Má Tư về đây nào? Mấy giờ? Mày đỡ quấy cho tao đi. Cầm nó đi. Đi, đi. Lấy cái đầu đỡ. Đỡ đi. Với đây ai có cái gì cũng bự ta. Cà bá, cà bá. Không có cà phê đen. Uống nước cà không? Không. Nước, năm tủ lạnh đó con. Nước, nước suối với nước lạnh. Yeah. Rổ nè, rổ nào? Rổ này nè. Nè hả? Đổ, nó rớt. Để tủ lạnh lâu rồi. Được. Đừng đừng có thay giặt đồ rồi được rồi. Nó lan. Ba nó nấu hạ ơi, cái đó nó nghĩ vậy. Rồi. Một phần quậy cà phê. Cà phê gió 7. Không. Gió 7. Đi. Nước sôi chắc thôi là được. Nó nhảy nước qua là sôi đó con. Nè ốm rồi. Thì cậu nhớ mới bị sự cố rồi. Tú, Tú sao? Tú này là tình ngon quá hả? Ừ. Sắp đồ giả. Cháu về mình chờ ông chơi cháu rồi bấm hỏi hoài. Đi, đi cá là về giải nghệ hả? Ra đây có chồng văn mặt đó. Văn mặt luôn hả? Biết chưa không cho anh? Nè cơ nè. Đừng có quýnh lộn nha. Ai thắng thì có sẽ cực kém. Rồi quá đi. Quýnh già kỳ vậy. Nè. Tay tay tay. Nè con cầm đi. Nè tay này cầm cái cây chỗ này nè. Tay này cầm cái đây. Được không? Tay này để vậy nè. Đó. Cái nè. Thấy không? Nè con để đây nè. Để bàn tay xèo xuống. Nó lên. Ăn món ốc cao trước. Rồi xong rồi ngon à. Rồi giữ rồi không là không có thuốc. Chết mà có gì ăn ta. Con qua đây nè con. Con qua đây. Con để con lấy con đây à. Ông chính. Tóc bạc. Tóc bạc. Tóc bạc. Rồi.
Số con qua đây rồi. Con ngồi con kè con. Chứ con không ngồi chung nó hồi nó quậy á. Qua đây ngồi. Qua đây ngồi. Đây đâu biết cái lạnh đâu mà. Ủa đây ta không lạnh gì đâu. Đeo cho mẹ quay video lên. Đây là mấy món nè, nè em với em với em ngồi đây. Em ngồi đây. Ngồi đi em. Rồi anh hai ngồi đây. Anh hai ngồi đây. Đây nè. Mẹ ngồi đây. Bỏ thịt vô cho nó, vô chén cho nó ăn đi. Cháu. Đây cái món này là món cà ri dê chấm bánh mì. Bún cà ri dê với cháo vịt. Rồi hai cô không cần ngồi ép quá. Ai rồi? Ăn đây, chén đâu? Sao không lấy chén ăn? Chén đâu rồi? Ê, Nhật lại lấy chén cái rổ rồi chứ Nhật. Thằng cái chén cái đũa đũa đi. Trời ơi, ăn cho muối ốc luôn hả? Kêu chị ốc hả? Sao mợ ốm dữ mợ? Thiếu ăn hả? Bây giờ ăn hả? Lắc không lại. Mẹ ngồi mẹ. Cứng không được. Trong. Ăn thôi. Ăn được chưa ăn nha. Thiếu cái chén của anh này em. Còn chén của em hả? Cho anh hai đũa rồi. Rồi xuống. Ơi, ai để vô xuống. Thôi ăn gì ăn đi. Cậu cốt. Đại đi. Quay luôn. Cái này cái nhà coi. Về 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 đi.
trên hả? Máu ok. Ba thôi ba vào đây, tôi ngồi bên đây chắc. Không biết lịch sự. Không biết lịch sự. Đem nè bán đi. Để bán chào mà. Thằng đây cho anh. Xếp vô. Xếp vô cho. Nè, tôi không về cái mấy tôi mà. Cổ cổ đây. Đi mà bán đi. Xếp vô. Ôi trời. Rồi nhà vô ai muốn ăn gì ăn nha. Dạ. Cái dạ. Không có giá đâu, muốn cháo hả? Còn đã không có để giá nữa. Mất qua đây rồi. Ăn cà phê chấm cái này không? Con chấm cái này không? Con chấm món này. Con chấm này. Thử trước khi ăn nha. Tới giờ ăn đó bụng mày. Cứ thấy con dê. Ôi dê luôn. Ê làm cái nước dê còn nhiều nha. Ăn yêu đi. Mày chén được. Ăn thịt nào với cục chà bá này nè. Ăn không mày làm cho mày. Mấy gì nếp. Dạ có ăn không? Em gửi ăn đi. Đây, hai con đi đâu đây? Về biển nhà về bà cố không? Ngon không? Vui không? Vui không? Đây nháo luôn ta. Nhôm nhất rồi. Chụp đã ngay hồi quét. Con ăn. Mẹ. Mẹ nó cắm nó chà nó uống bữa giờ mới về. Ăn ăn. Thằng đi. Lại ăn được mà tao ăn được là. Ăn ăn ngon. Đi. Mày chưa? Vô con đậu tụi bây này. Chẳng ơn. Sẵn ăn thịt dê chưa? Vô con. Ăn bánh mì không vậy? Con bà con đi con. Nè.
Lấy cái này chạy vô cái chén. Ăn cho cái đùa chưa? Ăn nhiều không? Chưa, em ăn miếng nào? Không ăn nữa hả? Cháo đi. Cháo vô đi chút mày lấy nước. Dạ lấy nước cho mày. Ăn đi, ai lấy nước cho mày. Cháo đi. Thấy cái giá múc. Mò là không ăn cây đó. Ăn cái gì lấy cái giá múc ra. Mò làm như mà cái đìa á. Đã ta lo cho cốt của người ta mà. Có thằng cốt nè. Nè. Đàng hoàng ơi. Ăn miếng.
Vậy hả? Con có đem xe con bắn chạy. Ngon quá cỡ hay bắn. Đen lên, đen lên. Đen lên. Rồi bông thả bông có điện sang chưa? Nhân tin với nhân nè. Sao nói sao? Cái ba dừng ba đen lên. Còn ảnh không có lên, mình giữ cho quý vị. Có ai cho ba lên hả? Có điện đây nè. Mình lên cho con ba mẹ hỏi. Em bún thôi đó hả? Rồi, ba ba nó chỗ người nào hả? Để ba ba nó thấy. Ba chưa nữa đâu. Để nhà bên mày có lượng bún chứ mày. Khó rồi. Ăn ổi là chắc ăn luôn á. Nước, nước. Mày với hai đứa chung đi. Em vợ hả? Ê, thẹn thị như vũ chung âm. Sao cũng chết. Có một hát ca rồi, đó là đi đâu rồi. Đâu đâu đi đâu rồi. Chờ con bắp. Con cháu à? Mới vô hai tay mẹ ông. Chắc chứ đừng có mày. Cốt mà ăn chung luôn hả? Cốt dữ ha. Ngốc này sao nó đứt cái đuôi không ạ? Quỷ chết ngốc bơm ngoại ta. Quỷ đứt đuôi. Để không có đèn ăn. Để đuôi không được. Đưa 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 qua bánh. Rồi, tay ông dài. Chết chóc. Chết chóc.
không còn còn đó không có gì đó nó luôn về luôn đó nghe đó đâu có ai vô bàn này nữa đâu, mình đang thoải mái đi. Rồi bà ngoại hết chỗ rồi. Bà ngoại ngồi đi. Cái hàm dưới. Cái hàm dưới. Mấy này nó không có ăn mà nó sao? Vô mày. Mày nói giờ chưa xong anh đi lại ghế đi bưng. Hả? Bưng cái ly lại kia cho đi con. Đi lại giờ không nữa thôi. Ăn hết rồi. Mấy bay ăn ốc xuống đất đi. Rồi là có à. Rồi đồng trả. Chú có gì em lấy miếng bún ấy cà ri cho đút nhé. Nhét vô. Mấy thằng ăn áo con nhiêu xuống đất cho ăn đi. Đổ ai đi nước đổ rồi con đừng khóc nữa. Đi. Về đi. Đi đi qua ngoài chơi. Nhà cổ đập ra một đống xà bằng luôn. Ba rồi, hết pin rồi. Để là thực hiện đúng cách ly của Covid. Thực hiện nghiêm. Về bán luôn. Bán hả? Cái bộ bàn ghế bà ngoại mua nè. Du lịch về biển là kết thúc nha anh em. Video clip tạm biệt tại đây luôn nha. Cái gì? Đổi gì? Hả? Đổi gì? Không đâu, còn ăn thôi. Cái là chơi gì đâu mà chơi. Mặc vậy đó. Ở bên đây kiếm nó giảm, nó co giảm.